Việt Nam xuất hiện 2 trường hợp phản vệ 2 độ sau tiêm vaccine COVID-19. Sáng ngày 10 tháng 3, theo báo cáo nhanh từ các địa điểm tiêm chủng, chương trình tiêm chủng mở rộng ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca. Đa số những người này đều gặp phải phản ứng thông thường sau tiêm đã được khuyến cáo như đau cơ, mệt mỏi, sốt, đau đầu, ấn lạnh, sưng đau tại chỗ tiêm, buồn nôn. Trong đó, 5 trường hợp đã được theo dõi và xử lý tại bệnh viện, 2 trường hợp phản vệ 2 độ được xử lý theo quy định và tình trạng sức khỏe đã trở lại bình thường. 3 trường hợp có biểu hiện tiêu chảy, dị ứng, kẹt huyết áp, sức khỏe của tất cả các trường hợp trên hiện đã ổn định. Theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia TCMR, đến cuối giờ chiều ngày 9 tháng 3 đã thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 522 người là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng. Cụ thể, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh đã tiêm cho 107 người, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh 104 người. Tại hai điểm tiêm của hai tỉnh Hải Dương là Trung tâm Y tế Thành phố Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành 206 người. Hai cơ sở mới triển khai trong ngày 9 tháng 3 là Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội đã tiêm cho 36 người, Bệnh viện Dã chiến tỉnh Gia Lai 69 người. Chương trình TCMA đánh giá thực tế triển khai tiêm chủng trong 2 ngày qua diễn ra an toàn. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm nằm trong tỷ lệ cho phép. Do vaccine phòng COVID-19 là vaccine mới, nên người được tiêm phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế. Theo quy định của Bộ Y tế, các điểm tiêm chủng đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về lưu giữ và bảo quản vaccine, bố trí các khu vực chức năng, chỗ đón tiếp, nơi ngồi chờ, phòng khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm, phòng xử lý sốc phản vệ, theo quy tắc một chiều, được trang bị phòng chống sốc và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Tất cả những người đi tiêm chủng đều được khám sàng lọc và phổ biến cách theo dõi sức khỏe và phản ứng sau tiêm. Khi phát hiện những biểu hiện bất thường, họ phải liên lạc với cơ sở y tế để được xử lý và điều trị kịp thời. Trước đó, sáng ngày 8 tháng 3, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia phối hợp với hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển khai đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca đầu tiên ở Việt Nam tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế Thành phố Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương theo đúng tinh thần nghị quyết số 21 của Chính phủ. Vaccine AstraZeneca được bảo quản trong 2 dây chuyền lạnh từ 2 đến 8 độ C và được giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng tốt nhất từ khâu tiếp nhận, vận chuyển cho đến tận bàn tiêm, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Mỗi người trên 18 tuổi sẽ được tiêm 2 mũi cách nhau 28 ngày với liều lượng 0.5ml tiêm bắp. Theo các dữ liệu, đến tháng 2 năm 2021, vaccine của AstraZeneca có hiệu quả phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 là 76% sau mũi tiêm thứ nhất và 81% sau mũi tiêm thứ hai, chưa ghi nhận trường hợp mắc phải nhập viện do COVID-19 trong nhóm những người đã tiêm chủng. Sau tiêm, người được tiêm chủng cần ở lại cơ sở y tế 30 phút để được nhân viên y tế theo dõi tình trạng sức khỏe và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 1 đến 2 ngày tiếp theo. Khi gặp các dấu hiệu bất thường, hãy đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử lý kịp thời. Trong tháng 3 đến tháng 4 năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận 5.657 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca.